Rồi chuẩn bị chưa? Rồi ha. Rồi 3, 2, 1. Bắt đầu. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn học viên học lớp về kỹ thuật xây dựng hình ảnh cũng như là video clip để mà chúng ta phục vụ trong cái công việc đào tạo, kinh doanh, dịch vụ. Mà chuyên ngành của chúng ta hôm nay là chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp, thì gồm có các cái bộ môn như là phun xăm, thẩm mỹ, chăm sóc da thẩm mỹ, nối mi, makeup, chăm sóc và tạo mẫu tóc, chăm sóc và tạo mẫu móng, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ học câu xin chúc, xong sau đó thì sẽ phim nhé. Cho thầy lên qua thầy lên công ty đào tạo là truyền thông vẽ đẹp Việt PNB. Bạn nào muốn tiến vào Facebook số hội phát triển đào tạo cho phát triển về làm đẹp Việt Nam VNPA, thì tôi cảm thấy là cái chương trình này nó rất là phù hợp với những cá nhân cũng như là các bạn đang ở trong cái ngưỡng muốn xây dựng hình ảnh cá nhân. Bản thân tôi thì hoạt động trong cái lĩnh vực đào tạo thì tôi cũng cần có những chương trình, những cái kỹ thuật để mà tôi có thể là am hiểu hơn về cái cách xây dựng hình ảnh cũng như là các cái chiến lược phát triển cho cái doanh nghiệp và các cái đơn vị cơ sở, chủ yếu là cái kênh spa và thẩm mỹ. Thì để đi sâu vào trong cái lĩnh vực này để mà tiếp cận với các cái đối tác, tiếp cận với học viên, tiếp cận với các cái dịch vụ, thì thông qua cái kênh mà cái chương trình đào tạo hiện nay thì tôi cảm thấy là có rất là nhiều giá trị và rất là cần thiết trong cái hoạt động cũng như là cái việc kinh doanh và công tác của mình. Ok, rồi cảm ơn